Xin chào các bác yêu Nam trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 thì nhà vườn em lại tiếp tục lên một số mặt hàng để phục vụ các bác yêu Nam. Đây, hôm nay em bán cái hải dâu xanh các bác nhé. Những giò này em thuần, có thể nói năm nay là năm thứ 3, năm thứ 4 rồi đấy. Hải dâu xanh giò số 1, 200.000. Đây, giò số 2 cũng 200.000 đây các bác này, em trồng bằng đá nhẹ nhé, đá bọt, đá xốp hết. Đấy. Giò số 3 200.000. Giò tiếp theo là giò số 4 ạ. Giò hài dâu tiếp theo là giò số 5 cũng 200.000 đấy ạ. 200.000. Giò hài dâu số 6 200.000. Đây có một giò duy nhất là giò đuôi công thôi các bác ơi. Đây ạ, giò số 7 200.000, hài đuôi công. Đây, em lên cả cái giò này là giò hoàng phi hạc, nó chính xác là giò hoàng thảo xoắn, nó trồng lẫn đùi gà các bạn. Đây vẫn còn mà bắt đầu lác đác ra nụ đây, nhưng chủ yếu là hoàng thảo xoắn này, giò này là giò số 8 300.000 ạ. Kỳ đang mọc lên đây các bạn này. Đấy. Giò số 9 là giò đùi gà tròn Mai Châu, 300.000 đấy các bác ơi, đang mọc mầm, có thể nói là chi chít luôn. Giò đùi gà số 10 300.000, đùi gà tròn. Giò số 11 cũng đùi gà tròn 300.000. Đây ạ, giò số 12 là giò hoàng thảo xoắn này các bác này, 300.000. Giò số 12 hoàng thảo xoắn 300.000. Đây có giò đùi gà không số này các bác này, em chưa ghim số, cũng 300.000 coi nhé. Sót anh em chưa. Đây ạ. Giò số 13 là hoàng thảo xoắn này, cũng vẫn còn đang nắc đang nụ đây các ơi. Và ki lên rất nhiều, ki mầm lên rất nhiều. Đấy. Giò này em cũng bán với giá là 300.000. Đây ra đây. Đây ạ. Giò số 14 cũng là đùi gà tròn ạ. 300.000. Giò số 15 cũng đùi gà tròn. 300.000. Giò mã số 16 cũng đùi gà tròn là 300.000. Mã số 17 đùi gà tròn 300.000. Mã số 18 cũng đùi gà tròn ạ, 300.000. Đây ạ. Em có hai giò kiều dẹp, nói chung là mới ghép ổn định thôi các bác nhé. Ổn định cũng được hơn tháng rồi. Đây là giò mã số 19 300.000. Thì hàng này đều đang có nụ này các bác này. Đây nụ đây. Đây. Đấy. Nó đang bắt đầu ra rễ rồi các bác. Mã số 19 300.000. Giò kiều dẹt mã số 20 cũng đang có nụ, 300.000.
Đây ạ. Giò đây, hôm nay em lên một giò đùi gà rất là to. Mã số 21. 700.000. Đây các bác so sánh với người em. Đấy. Nguyên một xẻ. 700.000. Đây ạ. Có một giò đuôi chồn. Mã số 22. Đuôi chồn đang nụ nha các bác nhé. 200.000. Mã số 23 là giò đuôi cáo các bác. Cũng đang nụ. 200.000. Cáo nó xếp đấy. Bây giờ em đi sang đến ý thảo. Ý thảo ba màu các bạn. Số 24 là 250.000. Ý thảo ba màu mã số 25 250.000. Ý thảo ba màu mã số 26 250.000. Đến vôi đi. Đây. Vôi mã số 27 đây. Các bác nhìn những giò vôi. Đây là toàn hàng tuyển em trồng, em gỗ nhé. Mã số 27. 350. Mầm chi chít luôn các bác nhé. Đây. Cái này em mới ghép ổn định thôi các bạn. Đang bắt đầu ra rễ, đang bắt đầu bén rễ rồi. Giò vôi mã số 28. Đây các bác nhìn. 250. Đây các bác nhìn so với cánh tay của em này. Các bác có thể so với cánh tay của em. Cây vôi rất là dài nên em nói chọn hàng tuyển em trồng đấy. 250. Mã số 28. Đây giò vôi rất to. Mã số 29. 350. Mã số 29. 350. Đây là giò vôi. Mã số. Đây là mã số 30 này. Lại là chồn các bạn. Đuôi chồn. Mã số 30. 250. Đang nụ các bác nhé. Rễ đã bám vào giá thể rất kỹ rồi. Đây ạ. Giò vôi tiếp theo. Mã số 31. Đây các bác nhìn mầm đã lên dài và còn đang đẩy mầm rất nhiều. Đấy. 31. 250. Giò vôi mã số 32. Đấy. 250. Mã 32. 250. Giò vôi mã số 33 cũng 250 ạ. Rễ đang bắt đầu phun ra rất nhiều rồi. Giò sơn thủy tiên này. Giò sơn thủy tiên nguyên bản này. Các bác này. 250.000 cũng không có số nha các bác nhé. Hôm nay em lên giò đùi gà không số và giò sơn thủy tiên nguyên bản với 250. Em tiếp tục lên vôi. Giò vôi mã số 34. 350. 34. 350. Quá đẹp. Giò vôi mã số 36. 400. Đứng xa ra để các bác so sánh với người nhìn giò vôi nó không phải là bé. 350. Ok chưa? Giò vôi mã số 37.
400. Đấy, các bác nhìn. Nói chung là hứa hẹn một mùa hoa năm tới này cực kỳ đẹp luôn. Đây, giò vôi tiếp theo, giò số 35. 400.000. Cây rất dài và nực. Rễ thì đang bắt đầu bén ra rồi. Đấy. Bây giờ em lên đến có hai giò kiều tím này các bác này. Hai giò kiều tím là mã số 44 và 43. Là 300.000 một giò, có hai giò thôi các bạn. 44 và 43. Đây 43 đấy. Và 44 đấy. 300 một giò. Mới ghép ổn định cho con nhé. Đây giò ra báo. Mã số 40. Đấy, đang ra nụ và đang ra phun rễ rất nhiều đấy. Đây nụ đấy. Giò này giò mã số 40, 350. Đấy. Tại sao gọi là da báo? Bởi vì nó hoa nó đốm đốm giống như là da con báo này các bác này. Đấy. Mà bền, hoa dày lắm, siêu dày. Đấy, hoa nó ra cứ từ dưới này lên này, trên ngọn này chắc cái nụ này chắc phải cả đến tuần nữa hoặc nửa tháng nữa nó mới đạt. Nên là hoa nó bền. Đây, em lên một giò da báo đẹp hơn giò 40, đó là giò 41. 400.000. Các bác nhìn ạ. Nụ rất nhiều. Rễ thì đang phun ra cũng rất nhiều luôn. 41, 400.000. Đây. Đây có một giò đuôi chồn. Cũng toàn cây chồn chồn cụ, chồn kỵ thôi. Hàng đã thuần và đang nụ rất nhiều ạ. Đây nụ. Đây, nụ đây, nhiều lắm. Giò này là giò mã số 42 ạ. Giò này 500.000. Đây giò đuôi chồn này 2, 4, 6, 8, 10 ngọn. 10 ngọn 500.000. Em còn hai giò vôi rất là to. Hai giò vôi rất to luôn. Giò này giò mã số 38. 800.000. Cái chiều dài của cái bảng dớn này thì các bác mua bảng dớn của em biết rồi. Nó là tròn 60 phân, thậm chí là hơn một chút. Và cái chiều cao của cái bảng này là chiều rộng này là 20 phân, dày là 3 phân. Đấy. Các bác thích treo làm cái kiểu rèm mành thì cũng rất là đẹp luôn với những cái giò như thế này, giò vôi như thế này. Đấy. Số 38, 800. Ôi, thực ra những giò này thì em còn mấy chục giò nữa. Còn hôm nay em chỉ lên hai giò thôi. Các bác có nhu cầu thì các bác chốt ở bên ngoài thêm. Những giò vôi như thế này em rất nhiều. Số 39, 800.000. Đây các bác này. Đúng là vôi mà bảo nó khó nhân ki, nhưng mà đây ki nó mọc ra tự nhiên này. Nó thật sự đúng vôi đây, ki đây. Rất khó nhân ki luôn dòng này. 800.000 giò số 39. Đây, em vẫn tiếp tục giới thiệu đến các bác dòng vũ nữ Mitonia. Đây ạ. Vẫn đang nụ. Đây các bác này. Hoa của vũ nữ Mitonia rất đẹp, siêu bền luôn đấy. Đều đang có các vòi nụ. Đây các bác này. Đấy. Cái này thì em bán 150.000 một cốc như thế này. Thì cái cốc này thì các bác đơn giản thôi. Về các bác để chơi cho nó đẹp thì các bác mua những cái chậu đất. Chậu đất sau đó là các bác lấy kéo, các bác bóc bỏ cái túi nhựa này đi. Đấy. Thì xong là các bác cho vào trong chậu và các bác chèn vỏ thông hoặc là than củi xung quanh cái bầu này. Đấy. Và nếu ấy thì chèn thêm cả phân dê vào nữa cho nó tốt.
dùng phân hữu cơ cho nó nành các bác nhé. Đấy. Chỉ với 150.000 là các bác đã có một chậu nam rồi. Và đợt này em sẽ ship ở bên GNT cước sẽ rất là rẻ. Ship toàn quốc thì là tiền cước nó trung bình 1 cân là không phân biệt Bắc Nam, nó chỉ 20.000 một cân, rất là rẻ các bạn. Tại sao trước các bác cứ hay kêu cước đắt, em sốt ruột lắm. Đấy. Bây giờ sau cái vũ nữ Mito này rồi thì em sẽ đi giới thiệu với các bác dòng Denso Xuân và hàng kg. Đây các bác ơi, em vẫn tiếp tục giới thiệu đến các bác là dòng Denso Xuân nhé. Đấy. Hoa rất to, bầu và đẹp, cây rất khỏe luôn. Đấy, cực kỳ ưa nắng nóng. Đấy. Là sai hoa nhé, các bác nhé. Cái này thì em cứ bán một cặp hai chậu. Đây, hai chậu này là 250.000. Đây, một số bác cũng bảo lá vàng là bị bệnh, đây là lá nó vàng, nó khô đấy, bệnh đâu, đúng không? Thậm chí rồi đến thời kỳ cây nó phải chút lá. Đấy, đây em rất nhiều Denso và phụ nữ Mito, rất nhiều luôn. Đấy. Cái loạt bên này, này thì hoa màu lại nhạt hơn, nhưng mà là hết hoa rồi này các bác này. Đây chỉ còn những bông bói thôi. Đấy. Nhưng mạng bên này thì hoa tím đậm này. Đấy. Đây các bác xem hoa của lại của em Mitonia này. Đấy, các thấy chưa? Màu như là màu huyết bò. Rất đẹp. Đấy. Đó là toàn bộ hàng hóa hàng giò. Còn bây giờ em sẽ đi giới thiệu với các bác một số mặt hàng kg để phục vụ các bác. Đây các bác ơi, hoàng thảo môi tua, hay trong miền Nam các bác gọi là hoàng long vĩ đấy. Bây giờ đã đang bắt đầu nụ ở đây các bác này. Đấy. Đây là cái nụ to thôi. Hãn hữu nắm mới bắt đầu nhìn thấy nụ thôi. Nói chung là bây giờ đang bắt đầu đẩy nụ rồi. Đấy. Thậm chí có những cả những rề rất là to. Đấy. Rề rất to. Những rề này chắc chỉ đến cân là cùng. Làm đợt này nắng nóng nhẹ. Đấy. Mồi tua này em bán là 100.000 một cân. Còn đây ạ. Đây là hoàng thảo lụa vàng, chắc em có tầm 5 cân. Hoàng thảo lụa vàng này hoa vào Tết này. Có tầm 5 cân thôi. Thì là cái này giá là 250 một cân. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc. Thì đang hoa đang tàn hết rồi. Giờ hoa chẳng để ý nữa, các bác chỉ cần để ý cái mầm này thôi. Đấy. Rất là đẹp. Mùa thì cây nó ra hoa xong, nó kiểu sinh nở xong, nó teo tóp. Cây mẹ, cây ông bà hết. Mua cực kỳ lợi giống, giá là 150 một cân. Đấy. Còn đây là kiều vàng. Là 170 một cân các bác nhé. Kiều vàng 170 một cân. Các bác mua hàng thì cứ liên lạc cho em theo số điện thoại 0946 623 662. Em xin chào các bác. Đây các bác ơi. Đây là đến bây giờ em bắt đầu giới thiệu trà xuân với tinh dầu xả nhé. Đây trà xuân đấy ạ. Trà xuân đây quay gần cho các bác xem. Trà quân xuân thì không phải giới thiệu nhiều vì rất nhiều bác đã uống trà xuân của nhà em và phản hồi rất là tốt, khen là trà rất là ngon. Cái trà này là nhà em là vừa bán vừa dùng các bác nhé. Một gói như này là 1kg, em bán là 160.000 1kg. Trà rất là ngon ạ, sạch ạ. Vâng, 160.000 1kg trà xuân các bác nhé. Vâng, bây giờ là em quay sang cái mặt hàng tinh dầu xả. Đây là tinh dầu xả nguyên chất. Hàng này là của dân làm tại Ca Lăng, Thung Lũng, Mường Tè, Lai Châu nhé. Tinh dầu xả nguyên chất các bác nhé. Không có chất bảo quản, 100% tự nhiên luôn đấy ạ. Và cái tinh dầu xả này thì em bán rất là chạy hàng, nhất là trong cái mùa dịch bệnh như thế này. Vì tinh dầu xả thì tác dụng của nó là tác dụng là kháng khuẩn, làm sạch không khí
Đấy các bác ạ, đấy là tác dụng đầu tiên của nó là kháng khuẩn làm sạch không khí. Cái mùi của nó rất là dễ chịu, xua đuổi các loại côn trùng. Xua đuổi các loại côn trùng như là gián, kiến, rồi thì muỗi. Làm sạch không khí. Và ngoài ra thì là các bác có thể lấy 1-2 giọt nhỏ vào cái chậu nước để tắm cho trẻ nhỏ hoặc tắm cho người lớn, tác dụng là giải cảm. Rồi thì tắm là người nó thư giãn, rất là dễ chịu các bác ạ. Ngoài ra là khi các bác bị cảm cúm thì các bác cũng có thể là nhỏ vào một cái cốc nước nóng, xong sau đó cho lấy một cốc nước nóng nhỏ một vài giọt cái tinh dầu xả này vào đấy và chúng mình sẽ xông thì cảm giác người nó rất là khoan khoái, dễ chịu, giúp giải cảm. Các bác mua về các bác cho vào đèn xông tinh dầu thoải mái các bác nhé. Lau nhà thì thôi rồi, mùi rất là thơm. Và một cái chai như thế này có 250.000 một chai 500ml các bác nhé. Quá rẻ, dùng được cả một năm nên các bác thấy có rẻ không ạ? Hàng này nhà em cũng đã dùng một năm, có khi em dùng còn chưa hết một cái chai tinh dầu xả này các bác nhé. Có 250.000 mà tính ra là một năm 12 tháng là quá rẻ các bác đúng không ạ? Em nhắc lại này, 250.000 một chai tinh dầu xả này. Và cái tinh dầu xả này nó nguyên chất nên là dùng được rất là lâu các bác nhé. Hàng này nhà em bán rất là chạy, hàng lấy về thường xuyên luôn các bác ạ. Đây ạ, ở đây còn rất là nhiều tinh dầu xả đây nhá. Em đóng sẵn vào chai rồi. 250.000 một chai. 250.000 một chai 500ml như này. Vâng. Các bác lấy gì thì ủng hộ em gọi vào cái số máy 0946 623 662 các bác nhé. Các bác nhớ là đừng quên bấm đăng ký kênh, theo dõi kênh cho em nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn các bác ạ.